Hai thân các lầu hai gian phòng này không lớn, chỉ có 30 mét vuông tả hữu. Gian phòng bên trong thậm chí không có cái gì trang trí, liên giường đều không có. Quai trứng lớn màu bạc cứ như vậy đứng lặng tại trong gian phòng ở giữa. Phía trên hoa văn giống như so với lần trước nhìn thấy thời điểm đó càng thêm rõ ràng mấy phần. Thấy cái này miếng quả trứng lớn màu bạc, Lam Mềm Vũ lập tức có một chút khống chế không nổi cảm xúc, tốc độ cao tiến lên trên mấy bước. Tại cái kia trứng lớn một bên, Đường Vũ Lân khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Hắn mặc một bộ rộng rãi trường bào màu trắng, mái tóc dài màu xanh lam tự nhiên rũ xuống tay sau lưng, làm Lam Hiền Vũ thấy được hắn thời điểm. Cảm giác đầu tiên chính là Nhạc Thúc Thúc ánh mắt dường như càng thêm trong suốt, cũng càng thêm sắc bén. Nhạc Thúc Thúc, Nana lão sư nàng, Lam Hiền Vũ lúc này âm thanh thoáng nghiền nghẹn ngào, vô luận là tại số 76 tinh cầu hay là tại Thiên Long Tinh, vô luận gặp được nhiều ít gian nan hiểm trở, hắn đều có thể bình tĩnh đối đãi. Có thể là khi hắn thấy đường trước mặt cái này quả trường lớn mờ bạc, thấy ngồi tại trường lớn phía trước Nhạc công tử lúc này lại cũng không giống khống chế được tâm tình của mình được nữa. Đường Vũ Lân lúc này trôi giặt bồng bềnh, đi vào Lam Hiền Vũ trước mặt sang hai cánh tay cho hắn một cái ôm. Không cần lo lắng, hết thấy đều tại chiều lấy ra tốt phương thức phát triển. Đối với nàng mà nói, lần này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Vâng, Lam Hiền Vũ liền gật đầu, tại châu Nhạc công tử ôm cái, tâm tình của hắn ổn định rất nhiều. Vừa rồi các ngươi dưới lầu nói chuyện với tao nhau ta đều nghe được, ngươi lần này làm không tệ. Nhân loại chúng ta có một câu ngạn ngữ, gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, mạo hiểm cũng là một loại phấn đấu tinh thần. Ta có thể nói cho ngươi biết, vô luận là ngươi đang làm cái gì thời điểm, trước tiên nghĩ kết quả xấu nhất là cái gì. Nếu như cái này kết quả xấu nhất ngươi có thể tiếp nhận và liền lớn mật đi làm, coi như thất bại thì đã có sao đâu. Không có người nào có thể thuận buồm xuôi gió thành công, thất bại quá trình đồng dạng cũng là tiến bộ quá trình, cho nên dựa theo người bản tâm đi làm, vô luận là ta hay là người Nana lão sư cũng sẽ ở sau lưng người ủng hộ người. Vâng, Lam Hiền Vũ liên tục gật đầu. Nam nhân cùng với nam nhân ở giữa trao đổi, cho dù là phụ tử ở giữa cũng sẽ không có nhiều như vậy lo âu và căng sẵn, có chẳng qua là duy trì. Đường Phụ Lân nói, ngươi lần này trở về là vì tăng lên tu vi của các ngươi, hay là chính ngươi, tại trong kẻ địch địa phương ngươi thực lực trước mắt xác thực không đủ. Lần này thì lỏng mã tinh hệ cường giả tới đàm phán, ta phóng xuất ra khí tức cùng bọn hắn và chạm qua một lần, cảm thụ được bọn hắn thực lực, xác thực rằng rất mạnh, nhưng mà hành tinh mẹ bên trên có ta, có vĩnh hằng chỉ thụ bọn hắn mong muốn phá hủy cũng không dễ dàng như vậy. Người mỗi lần đột phá, nhất là càng ở sau đột phá, phải đối mặt với độ khó đều sẽ lớn hơn, cho nên cần tài nguyên trồng chất cũng tích lũy. Bất luận cái gì cường giả tu luyện kỳ thật đều là như vậy. Gia gia của người cái kia một đời là như vậy, ta thế hệ này là như vậy, đến người cũng sống như vậy. Những người khác đột phá có thể đơn thuần thông qua thiên tài địa bảo đến giúp đỡ, nhưng mà người không giống nhau, thấy bên ngoài hồ nước sao? Thấy chứ, độ cả áp xúc sinh mệnh năng lượng, Lam Hiền Vũ gật đầu. Những cái kia đều là đấu la tình bản nguyên sinh mệnh lực lượng. Có thể nói toàn bộ tinh cầu sinh mệnh năng lượng đều ngưng tụ ở nơi này. Đồng thời tại vĩnh hằng chỉ thủ tác dụng phía dưới, thông qua hấp thu ở trong vũ trụ tăng năng lượng thể tích lũy. Khi mà chúng nó tích lũy xa tới trình độ nhất định thời điểm, đấu la tinh liền có khả năng lần lửa tiến hóa. Mà quá trình này thường thường là muốn dùng vạn năm làm đơn vị tiến hành tính toán. Một vạn năm trước, chúng ta đánh bại thâm miền vị diện, ngừng đã sinh thái hoàn cảnh là bị phá hư 10 phần nghiêm trọng, hành tinh mẹ luôn luôn thôn phệ luôn cả thâm miền vị diện sinh mệnh năng lực, từ đó một lần nữa tỏa sáng sức sống, đồng thời thì tiến hóa. Mà tinh cầu tiến hóa mỗi cái tiến ra một bước đều sẽ trở lên trên càng thêm gian nan. Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh, tại trong vũ trụ đều thuộc về được trời yêu ái tồn tại, mới có thể sản sinh ra được siêu thần cấp cường giả. Chúng nó như thế tinh cầu, nếu như có thể là càng tiến một bước, là có thể thành tựu làm thần giới. Dĩ nhiên thì một bước kia cần có năng lực, có thể là hiện tại chúng nó có sinh mệnh năng lượng gấp trăm lần, thậm chí là 1000 lần, mà chúng ta đấu là tình mong muốn đi đến mong bọn hắn trình độ, rất có thể cũng cần gấp 10 lần, thậm chí là gấp mấy chục lần sinh mệnh năng lực. Cái này là trong vũ trụ sinh mệnh năng lực cấp độ chỗ khác biệt.
Tại trong thân thể của người, chảy xuôi theo huyết mạch bên trong, có một bộ phận đều từ là người bà cố. Người bây giờ cũng đã biết tổ phụ của người chính là đã từng một đời thần vương, hải thần Đường Tam. Võ hồn chính là Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên Trì. Trong đó Lam Ngân Thảo liền đến từ người bà cố. Chuẩn xác mà nói, hẳn là Lam Ngân Hoàng. Cho nên vô luận là ta hay là người, đều có lấy sinh mệnh thần hỏa thể chất. Người bây giờ vị trí liền là người bà cố trong thân thể. Nói một cách khác, bà cố của người sau này biến thành sinh mệnh trí chúng, mới sinh ra vĩnh hằng trí thụ. Bởi như vậy, chúng ta đều cùng với hành tinh mẹ có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Lần này thì ta sinh mệnh cấp độ có thể tiến hóa, cũng đối với hành tinh mẹ sinh ra nhất định phụng dưỡng. Tiềm năng của người muốn xa xa lớn hơn ta. Nếu có một ngày người thật sự có thể đem Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương huyết mạch hợp lại làm một, nặng thành tựu tới Long Thần, như vậy người liền có khả năng trùng kiến thần giới. Mà đây là ta của mấy người là nà lão sư đều làm không được. Dựa theo suy đoán của ta, làm người đột phá thất hoàn thời điểm liền muốn đạt tới thần cấp cấp độ, đột phá cửu hoàn là có thể so sánh với lực lượng của ta bây giờ. Mà khi người đi đến cửu hoàn đỉnh phong, hoàn thành cuối cùng cái kia một bước vượt qua thời điểm, liền chính là Long Thần trùng sinh một khắc. Nói cho người cái này một chút là vì nói cho người tại tương lai không lâu, làm người đang không ngừng đột phá quá trình bên trong, người chuyện trọng yếu nhất là muốn thủ trụ bản tâm, không muốn mê thất tại trong sức mạnh. Chúng ta đều còn phải đợi đợi ra ra của người, nãi nãi bọn hắn trở về đấy. Làm nhiệm vụ lúc này chấn động rồi trong lòng, ra ra nãi nãi, ngay nãy nói. Đường Vũ Lân lúc này khẽ vuốt cằm, ta hiện ta đang nhớ tới rất nhiều chuyện, mặc dù còn không phải toàn bộ, nhưng ta mơ hồ nhớ kỹ năng lực của ta có một phần là ra ra người tự mình giáo. Thần giới bị thời không loạn lưu cuốn đi, lại vẫn tồn tại như cũ, ta có thể cảm giác được, bọn hắn đang ở gấp trở về, bọn hắn cũng nhất định sẽ trở lại, nếu như chúng ta thần giới có thể trở về, Long Mã Tinh Hệ lại đáng là gì đây? Làm em vụ nói, thần vương cùng với siêu thần cấp cường giả là như thế nào khác biệt đây? Đường Vũ Lân yên lặng lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng theo cảm giác đi lên nói, nếu như siêu thần cấp là 120 cấp như vậy, thần vương có lẽ lên chỉ là cấp 150, đó là không thể nào vượt qua lịch trời, là chân chính cần thần vương vị trí truyền thừa lịch trời. Phía ngoài hành tinh mẹ bản nguyên tinh hóa, mặc dù tạm thời còn không thể là những tinh cầu của chúng ta tiến hóa, nhưng nó sinh mệnh cấp độ cũng đã là thăng lên đến một cái cấp độ khác. Lần này các người chỗ mang về tài nguyên, có tư cách những người ở trong đó tu luyện một lần, ta cũng hy vọng rằng người có thể mượn lần này cơ hội đi cảm thụ một chút sinh mệnh cấp độ tiến hóa ảo diệu. Cái này đối với trợ giúp của người sẽ phi thường lớn. Ta đã cùng với các chủ nói qua, phần thưởng của người liền là tại đây bên trong tu luyện, mà đến hoàn thành đột phá, đồng bọn của người nhóm cũng sẽ đạt được học viện cung cấp tài nguyên địa bảo danh sách, do bạn hắn tự động hối đoái. Vâng, ta đều nghe ngay, Lam Minh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Đường Vũ Lân lúc này đưa tay theo trên vai của hắn, người trước tại ta chỗ này điều chỉnh, coi như là ta cảm giác được người có thể tự nhiên sẽ đưa người đi. Vâng, Lam Minh Vũ tại chỗ ngồi xuống. Đường Vũ Lân lúc này ngồi ở bên cạnh hắn, hai cha con cùng nhỏ đối mặt với trước mặt cái kia ánh bạc lập lòe ngân lòng trứng. Đến với hạ thần các một tầng, Uông Thiên Vũ ánh mắt khẽ động, hướng chờ đợi Lam Minh Vũ sau có người nói. Hiền Vũ sẽ lưu tại lời này tù luyện, các người đi theo ta. Sáu người đối mặt nhìn nhau, Bạch Tu Tu có một chút không buông bỏ ra được nhìn trên đầu liếc mắt, nhưng vẫn là đều đi theo Uông Thiên Vũ ra ngoài. Ngồi tại nhà công thử bên người, Lam Minh Vũ có một loại trước này chưa từng có cảm giác an toàn, giống như là một chiếc thuyền nhỏ đi tới bức gió cản, không cần tiếp tục muốn có bất kỳ lo âu nào. Đường Vũ Lân thân bên trên chuyển đến cũng không có năng lực cường đại gần sóng hoặc là hùng hậu khí huyết loại hình, có chẳng qua là cái kia ôn hòa khí tức, khiến cho trong lòng của hắn sinh yên tĩnh cùng với tinh thần an ủi. Lại thêm chiếc người của hắn ngân long trứng bên trên cũng đồng dạng chuyển đến nhu hòa khí tức, đó là nguyên tố biến hóa quá trình bên trong kỳ diệu cảm thụ. Lam Minh Vũ tâm rất là nhanh liền trầm tĩnh lại, liền trên mặt liền thoát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đây là một người một nhà tại cùng một chỗ cảm giác, mặc dù hắn còn đối với Đường Vũ Lân gọi ra không xa hai chữ kia, có thể trong lòng của hắn lại sớm đã hiểu rõ bọn hắn quan hệ. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua lấy, huyết mạch tự nhiên chảy xuôi, hồn lực cũng tại tự nhiên xoảy xuôi, dần dần thì là miền vũ đã tiến vào trong vật ngã lưỡng vòng cảnh giới bên trong. Tinh thần lực lượng, huyết mạch chi lực, hồn lực toàn bộ nội niệm, tam thần hợp nhất, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tại thay đổi ra một cách vô tri vô giác biến hóa.
Nhưng hắn cũng không có cảm giác được, chính là từng tầng một màu vàng nhạt vầng sáng đang từ gian phòng bốn phương tám hướng vọt tới, rơi ở trên người của hắn như là sóng nước dập dờn, gột rửa lấy thân thể của chính hắn. Trước nay chưa có dễ chịu truyền khắp toàn thân, La Minh Vũ khí tức lại tại lặng yên không một tiếng động biến hóa. Nhìn thấy Đường Phụ Lân cùng với Ngân Long Trứng, hắn ngày lúc đó tâm tình chập chờn quá lớn, đến mức hắn thậm chí đã quên đi không chi trùng sự tình. Không biết bao lâu trôi qua, La Minh Vũ huyết mạch trong cơ thể ở vòng xoáy xoay tròn, tốc độ bắt đầu từ từ tăng tốc. Huyết mạch vòng xoáy bên trong màu vàng kim cùng với màu bạc cũng bắt đầu trở lên chín sáng lên. Âm u hùng hồn tiếng long ngâm, réo rắt sục sôi tiếng long ngâm tại trong hắn tinh thần chi hải bên trong quanh quẩn. Tinh thần chi hải cùng với huyết mạch vòng xoáy tự nhiên cầu thông, cầu nối phảng phất tùy theo đó mở ra.